Đấy, như vậy thì bây giờ hôm nay chúng ta sẽ học về cái phần thể tích nha. Còn hôm trước là các bạn viết được cho thầy được mấy công thức rồi đúng không? Hôm trước mình chứng minh được hai công thức rồi nè. Và cái phần có được một chứng minh được một công thức đúng không? Với lại một cái công thức của định lý Euler, tức là đặc số Euler là mình thuộc nha. Các bạn nhớ đây là cái công thức của mình chứng minh á, là nó chỉ dành cho trường hợp là cái hình các hình tứ diện đều, các hình đa diện đều thôi nha, hoặc là khối đa diện đều thôi nha. Còn đối với cái trường hợp là những cái khối mà không đều á, là cái công thức nó không phải như vậy đâu nha. Công thức đấy là khác nha. Đấy. Như vậy thì hôm trước là nắm được như vậy được hai phần rồi đúng không? Một phần là chúng ta học về một cái khối đa diện, hình đa diện này này. Cái phần thứ hai là chúng ta vào là cái phần là khối đa diện đều và hình đa diện đều đúng không? Bây giờ đến cái phần thứ ba là chúng ta sẽ vào cái phần tính diện tích thể tích nha. Như vậy là các bạn ghi cho thầy đến phần 3 đi. Phần 3 trong cái chương 1 của các bạn này. Phần 3 này, đấy, phần 3 của chúng ta chính là tính diện tích thể tích. Đấy, hay là chuyên đề 3 cũng được, chuyên đề 3 này. Tính diện tích thể tích. Các bạn ghi đi, ghi cho thầy cái này. Tính diện tích thể tích. Tính thể tích. Thì trước khi mà làm cái này thì thầy điểm lại qua cho các bạn một xíu nha. Cái phần tính diện tích á, các cái công thức đó nha. Các cái công thức thầy điểm qua cho các bạn một xíu. Chứng minh thì cũng được nha. Nhưng mà tạm thời thì cứ từ từ, cái nào dễ thì ấy. Thì đầu tiên là cái công thức là tính thể tích hình chóp. Được chưa? Như vậy là cái phần 1 của chúng ta này là đối với hình chóp này. Hình chóp này. Thì các bạn nhớ là ví dụ như là hình chóp chúng ta là hình chóp tam giác hay hình chóp tứ giác được, nhưng mà đa phần các bạn đi thi chỉ có chóp tam giác và tứ giác thôi nha, hiếm khi mà đến chóp ngũ giác thôi nha. Đa phần là thầy hầu như thầy không thấy, nhớ chưa, không thấy cái đề có như vậy. Vì là thực ra biết hình chóp tam giác là tam giác và tứ giác à, là các bạn tính cái phần các hình chóp còn lại nó đơn giản rồi đúng không? Thì các bạn nhớ tay này, công thức của chúng ta này, các cái diện tích xung quanh nhá, khi mà người ta bắt mình diện tích xung quanh là diện tích như này nhá, để ra các cái mặt xung quanh này, để ra thì nó là xung quanh nha, còn cái trên và cái dưới là đáy, để ra quy ước là như vậy nha. Thì diện tích xung quanh của các bạn là diện tích của cái này, để ra các cái phần xung quanh này, các cái bề mặt xung quanh này, như vậy nó gồm tam giác là diện tích tam giác, như vậy là diện tích xung quanh của cái hình chóp này của các bạn này. Như vậy thì đối với diện tích xung quanh này nó có ba công thức nha các vị nha, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần mà thể tích, nhớ chưa? Như vậy là diện tích xung quanh, thầy viết tắt nha, diện tích xung quanh này, diện tích xung quanh của hình chóp của bạn thì bằng diện tích tam giác, viết thì là gì nhỉ? Viết đây, diện tích xung quanh của các bạn này, hay là S xung quanh đi, S xung quanh này, S xung quanh thì bằng diện tích của các tam giác mặt bên, tam giác SAB, nhớ chưa? Cộng với diện tích tam giác là SBC. Cộng với diện tích tam giác đây này, SBC này, và diện tích tam giác SAC. SAC, được chưa? Đấy, đây là diện tích xung quanh nha. Diện tích toàn phần thì cộng thêm cái đáy nha. Cái đáy trên nó một điểm thì coi như diện tích bằng không nha các vị nha. Như vậy là mình chỉ cần tự cộng với diện tích đáy dưới thôi, được chưa? Như vậy là diện tích toàn phần này thì bằng diện tích xung quanh cộng với diện tích đáy, được chưa? Thì nó chính bằng cái trên nha. Đáy của các bạn là nó bằng S xung quanh này, thôi S xung quanh thì giống trên nè, S đáy thì chính là diện tích tam giác ABC. Đấy, cái dưới cùng và cái trên cùng là gọi là hai cái đáy nha các vị nha. Diện tích tam giác ABC. Thể tích của các bạn này, các bạn nhớ thầy là cái phần này thì quy ước thì cái công thức này quá dễ rồi đúng không? Chả phải chứng minh cái gì này. Còn đối với thể tích nha, thể tích thì các bạn nhớ thầy là cái nguồn gốc của công thức thể tích của các bạn là như này này. Đây, giả sử từ S các bạn kéo một đường cao xuống cái mặt đáy này, nhớ chưa? Giả sử nó vuông góc tại H đi. Đấy, vuông góc của mặt phẳng nha, vuông góc mặt phẳng nha. Đấy, như vậy là SH đi. SH này thì lúc đấy là SH của các bạn được gọi là chiều cao của hình chóp, được chưa? Hoặc là từ C các bạn kéo vuông góc với cái mặt phẳng này cũng được. Từ đỉnh A các bạn kéo vuông góc cũng được. Nếu mà là hình chóp tứ giác, còn hình chóp các hình chóp hình tứ diện chứ. Đấy, hay là hình chóp tam giác. Còn đối với những cái hình chóp mà từ tứ giác trở lên nha, tức là đáy nó là tứ giác hoặc là ngũ giác, lục giác vân vân á, thì các bạn nhớ này là nguyên tắc là chiều cao phải xuất phát từ đỉnh xuống đáy, nhớ chưa? Đấy, chứ không được là từ C sang S, A, B là được nha. Đấy, chỉ có một trường hợp đấy thôi. Còn đối với trường hợp này thì nó hơi đặc biệt, thì chiều cao nó là các bạn kẻ từ đầu được, đến nào nó là chiều cao được, nhớ chưa? Đấy, thì kẻ vuông góc với thằng nào thì thằng đấy là đáy. Đấy, S, H vuông góc với ABC này thì ABC là đáy, nhớ chưa? Đấy, C mà các bạn kẻ vuông góc với S, A, B á thì S, A, B là đáy.
cái thằng C mà các bạn kẻ được đó là chiều cao, hiểu chưa? Hình chóp tam giác thì hơi đặc biệt tí nha. Và thầy nói cho các bạn luôn này, thì đa phần những câu hay của bạn đều nằm ở hình chóp tam giác hết nha. Hình chóp tứ giác cũng có những ít, hiểu chưa? Đa phần các câu chúng ta sẽ nằm ở hình chóp tam giác, hiểu chưa nào? Tứ giác cũng có nhưng mà nó hơi ít tí, chủ yếu là tính góc. Đấy, sang đến cái phần đấy chủ yếu là tính góc, hoặc là nó là hình lập phương cái gì đấy thì nó mới là liên quan đến cái đấy. Còn đối với là các cái bài hay của mình nó nằm ở tam giác là nhiều. Thể tích của các bạn này, thể tích thì thầy nói qua cái nguồn gốc của cho các bạn này, và mình tạm thời mình thừa nhận công thức này đi nha. Thực ra cái này rất là rẻ. Đấy, nhưng mà thôi mình thừa nhận đấy nha, rồi lúc nào rảnh thì mình ngâm sau nha. Đấy. Như vậy thì bây giờ các bạn nhớ thầy là thể tích là như này, thể tích của hình chóp á, là nguồn gốc của nó là người ta làm thí nghiệm, được chưa? Đó là người ta làm thiết kế một cái hình chóp như này này, sau đấy là người ta có một cái thùng nước, được chưa? Có một cái thùng nước này, người ta đổ cao hơn, to, cái thùng nước này to đúng không? Đổ đầy ra. À, đổ đầy đi. Xong bắt đầu là người ta nhúng hay là người ta đổ nước đầy được. Đấy, tức là xong người ta làm cái vòi cho nó chảy ra này. Đấy, nước đầy được này. Đấy, xong đấy là người ta nhúng cái hình chóp vào, được chưa? Thì xong đấy là khi mà nhúng bao nhiêu á, nhúng cho nó ngập đi, thì lúc đấy là cái phần diện tích nước, thể tích nước của chúng ta mà nó tràn ra ngoài á, tràn ra bằng bao nhiêu thì là cái thể tích của hình chóp chúng ta nó bằng bao nhiêu, đúng không? Đấy, tức là khi mà chúng ta nhúng vào nước thì cái hình này nó sẽ chiếm thể tích của nước mà, đúng không? Đấy, nó chiếm không gian trong cái thùng nước của chúng ta này, thì nó chiếm bao nhiêu thì tức là nó chảy nước nó chảy ra bao nhiêu, mình ban đầu mình làm cân bằng mà, đúng không? Mình nhúng bao nhiêu thì nó chảy bao nhiêu mà, đúng không? Cứ ngập sâu là nó đẩy nước ra, nó chiếm không gian bao nhiêu thì là cái nước nó bị mất bao nhiêu thì nước nó chảy ra ngoài, thì lúc đấy là người ta sẽ hứng được cái nước này và người ta sẽ đo được là thể tích nó bằng bao nhiêu, hiểu chưa? Thì các bạn nhớ có thể là cái phương pháp này của chúng ta này vẫn còn dùng rất nhiều trong cái trường hợp thực tế nha, hiểu chưa? Tức là ví dụ như là khi mà đo thể tích của một cái con ốc vít chẳng hạn này, đúng không? Hoặc là bất kỳ một cái thiết bị nào thì người ta cũng có thể là đo bằng cái này. Chứ còn những cái hình mà phức tạp á, các bạn nhớ có thể là những cái hình phức tạp á, ban đầu khi nghiên cứu mà bây giờ là người ta đâu biết thể tích nó bằng gì đâu. Đấy, như vậy thì khi mà chúng ta nghiên cứu á, cắt ra các công thức á, là bao giờ người ta cũng muốn tính chính xác nó bằng bao nhiêu đã. Sau đấy là người ta mới nghĩ ra cái mẹo, à công thức nó là như nào, đúng không? Người ta mới tự dừng, nói chung là người ta mới tự bịa ra một công thức nào đấy. Sau đấy là người ta cứ suy nghĩ dần, đúng không? Công thức nào hợp lý đấy, nhớ chưa? Đấy thì nhớ nha. Như vậy thì cái phương pháp này là phương pháp chính này. Phương pháp này là ngày xưa là người ta thí nghiệm đó, làm thí nghiệm ạ. Tức là xem cái công thức người ta nghĩ ra có đúng không đấy. Đấy thì nếu mà không đúng thì người ta, nếu mà không đúng thì người ta tìm công thức khác, còn nếu mà đúng thì người ta phải tìm cách người ta lý giải được công thức đấy là xong. Đấy, như vậy thì công thức nào mà chúng ta lý giải được, chúng ta đo được, thí nghiệm thấy đúng và chúng ta giải thích được nó đúng thì xong. Đấy, thì nó trở thành công thức. Đấy thì các bạn nhớ nha. Như vậy là những cái chi tiết của chúng ta rất là nhỏ trong kỹ thuật của chúng ta đấy, thì những cái nhà máy lớn ấy thì người ta vẫn còn cái phương pháp này rất là nhiều nha. Đấy, nói chung là cái này vẫn còn dùng để đo đạc thí nghiệm rất là nhiều. Thì đối với hình chóp nha, hình chóp chóp của chúng ta này, hay là các hình khác cũng được, hình phức tạp á thì người ta đâu có công thức đâu, chỉ một số hình đặc biệt là chúng ta mới nghiên cứu bằng công thức được các vị nha. Còn một số hình phức tạp á, khi mà hình nhỏ là người ta dùng phương pháp này để người ta tính thể tích trong cái trường hợp ứng dụng thực tế. Còn là những cái trường hợp mà tức là người ta suy diễn ra cái trường hợp khác á, những cái trường hợp khác mà nó to hay lớn ấy, mà mình không đo được bằng kiểu này này, thì lúc đấy là mình mới phải nghĩ ra cái cách khác thôi, đúng không? Đấy, hoặc là khi mà nghiên cứu thì người ta mới phải suy nghĩ ra thôi, chứ còn đâu là bình thường là những cái trường nhỏ là mà cần thiết thì giống như máy móc là bây giờ muốn biết ra bao nhiêu để mà tính lượng sắt tiếp là để tạo ra con ốc này bao nhiêu đấy để mà nhân lên đấy, thì người ta đo cái này cho nó nhanh, nhớ chưa? Đó, những cái hình phức tạp đó, người ta đo như này vậy cho nhanh, chứ bây giờ dùng công thức là những cái trường hợp phức tạp là không công thức đâu các vị nha. Đấy, như vậy thì đến đây là người ta đo cái thể tích hình chóp này, thì các bạn nhớ này, tức là người ta sẽ nhúng vào đây, đúng không? Sau đấy người ta phát hiện ra một cái trường hợp rất là đặc biệt như này, tức là thể tích của hình chóp của bạn nha, các bạn cứ nhúng vào nước, được chưa? Nhúng vào nước xong đấy là các bạn đo được thể tích này bằng V chẳng hạn đi, được chưa? Sau đấy là các bạn đo chiều cao này, đo cái diện tích mặt đáy này. Đấy, thì các bạn thấy với thầy được là cái công thức V của chúng ta nó liên quan chặt chẽ đến cái này, hay là nó chính là 1/3 SH hay là BH, được chưa? B là diện tích đáy, H là chiều cao nha. Như vậy thì diện tích của hình chóp của bạn này thì bằng 1/3 diện tích đáy nhân với chiều cao, được chưa? Diện tích đáy này nhân với chiều cao. Đấy, thì các bạn có thể chấp cho thầy công thức này vào cho thầy một xíu. Các bạn nhớ thầy là công thức này mình chứng minh được nha. Mình chứng minh được cũng rất là dễ. Nhưng mà tạm thời bây giờ mình thừa nhận đấy nha. Mình thừa nhận công thức này đấy nha. Rồi, các bạn chấp cho thầy xong chưa? Xong thì bắt đầu ta sang cái phần khác. Bây giờ thầy điểm qua một loạt các công thức nha. Xong đấy là mình sẽ
Bạn nào chấp xong báo thầy nha. Ngày phụ nữ Việt Nam. Chấp xong báo thầy nha, chấp xong báo thầy để thầy giảng sang cái công thức khác nha. Đấy, đầu tiên là mình nắm qua các công thức đã, rồi xong đấy mình mới giáo bài tập. Đầu tiên là hình chóp. Hình chóp là tam giác hay tứ giác vậy nha. À, cứ diện tích đáy nhân chiều cao, chia vào là ra. Chấp xong báo thầy nha, không thầy lại ngồi trò nha. Xong rồi thầy. Xong chưa anh? Huy xong chưa Huy? Xong rồi thầy. Ừ, xong rồi nha, xong rồi bây giờ ta điểm qua các công thức tí. Các bạn nhớ là trong cái phần này của chúng ta này, thì trọng tâm nó nằm ở ba phần. Xung quanh, toàn phần và diện tích đáy, nhớ chưa? Nhưng mà ở một số cái hình thì nó thêm một số cái dạng bài tập nữa là tính góc. Đấy, tính góc từ hai mặt phẳng nào đó hoặc là đường thẳng mặt phẳng gì đấy, nhớ chưa? Trong cái hình này này, đấy, tính khoảng cách, nhớ chưa? Đấy, nó thêm một tí cái phần này, tính khoảng cách từ một điểm đến một đường, từ một điểm đến một mặt cái gì đấy, đấy, hoặc là mặt mặt đấy. Như vậy thì hình chóp xong rồi nha, chóp xong rồi, bây giờ chúng ta sang đến cái loại hình thứ hai là loại hình lăng trụ, nhớ chưa? Hình lăng trụ hay là hình hộp cũng được, hay là chúng ta vào cái phần hình lăng trụ trước nha, hình lăng trụ. Hình hộp chẳng qua là trường hợp đặc biệt với hình lăng trụ đấy các vị nha. Hình lăng trụ. Hình lăng trụ của chúng ta thì người ta định nghĩa cái hình lăng trụ là như này này. Hình lăng trụ là một cái hình là đây. Có hai đáy của nó, được chưa? Hai đáy của nó là hai cái đa giác, được chưa? Hai cái đáy của chúng ta là hai cái đa giác bằng nhau luôn. Như vậy là giả sử thầy có cái tam giác, đáy là tam giác đi, đáy tứ giác được mà ngũ giác lục giác được nha các vị nha. Khi mà đáy của chúng ta là tứ giác á, nhớ chưa, hình lăng trụ khi đáy của chúng ta mà là tứ giác, đấy, ví dụ đây là tứ giác này, đúng không, thì lúc đấy người ta gọi cái hình lăng trụ đấy là hình hộp, nhớ chưa các vị, tức là nó có sáu mặt đấy. Hình lăng trụ mà trường hợp là có sáu mặt đấy, các mặt của nó là đều là hình bình hành hoặc hình vuông, hình chữ nhật á, thì lúc đấy người ta gọi là hình hộp, nhớ chưa. Hình hộp chẳng qua là trường hợp đặc biệt hình lăng trụ khi đáy của nó là tứ giác thôi. Còn đối với hình lăng trụ bình thường là như này, tức là người ta định nghĩa hình lăng trụ của chúng ta là hình, thôi thầy dịch cái đây đã nha, đấy, cứ ngắm ngắm xong 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 bằng các bạn cứ vạch kẻ xong bằng song song với nhau nha. À, phải song song với nhau mới được. Dạ, chia song song là phải ngắm lại. Đó, hình lăng trụ thì người ta định nghĩa thế này. Hình lăng trụ là cái hình mà có hai đáy là song song và bằng nhau, hiểu chưa? Và các cạnh bên của chúng ta là song song và bằng nhau luôn. Đó, hai đáy của chúng ta đây, hai cái hình này nằm song song với nhau nha, không được lệch nha, không được nghiêng nhá, để cho thằng này nằm như này và thằng này nghiêng như này là không được nhá. Hai cái mặt phẳng này của chúng ta là song song với nhau, để cho các cạnh bên của các bạn là song song bằng nhau luôn, hay cụ thể các cái mặt bên của các bạn phải là các hình bình hành, cụ thể là hình AB, B phẩy, A phẩy này, đấy, tứ giác này là hình bình hành, để cho hai cạnh này song song và bằng nhau, mà tứ giác có hai cạnh đối với song song bằng nhau thì là hình bình hành đó, để cho đấy, cạnh này cũng song song và bằng cạnh này, nói chung là ba cạnh này CC phẩy, BB phẩy, A phẩy này thì nó song song bằng nhau. Các cạnh này người ta gọi là các cạnh bên nha các vị nha, được chưa? Còn mấy cái thằng này AB, AC, AC này, AB này, BC này, rồi cái này này, đấy, ba cạnh của tam giác đáy này này, thì người ta gọi là các cạnh đáy, được chưa nào? Đấy, như vậy thì hình lăng trụ là như vậy nha. S xung quanh, diện tích xung quanh vẫn là cái diện tích của các cái mặt xung quanh như này nha. Còn trên dưới là đáy nha các vị nha. Như vậy thì chúng ta vẫn có ba công thức thôi, nó vẫn có ba công thức thôi. Như vậy thì chúng ta sẽ có cái công thức diện tích xung quanh nha. Diện tích xung quanh là diện tích xung quanh này thì nó bằng diện tích, đúng không, S diện tích này các mặt bên, đấy, hay là bằng diện tích các mặt bên này, hay là bằng diện tích của
cái hình là AB, B phẩy, A phẩy này. Đấy, đây, mặt bên đây, rồi cộng với diện tích của là BC, C phẩy, B phẩy này, đây. Diện tích của hình bình hành này này. Rồi diện tích của hình này này. Đấy, như vậy là diện tích của hình tứ giác là AC, C phẩy, A phẩy. Đấy, đây là diện tích xung quanh nha. Diện tích toàn phần của các bạn này. Diện tích toàn phần này, diện tích toàn phần là các bạn sẽ có là diện bằng diện tích đáy cộng với diện tích xung quanh nha. Diện tích toàn phần này bao giờ cũng vậy thôi, diện tích toàn phần hình nào cũng vậy thôi, bằng diện tích đáy cộng với diện tích xung quanh, hay là diện tích xung quanh cộng với diện tích đáy cũng được. Diện tích đáy của các bạn là chính là diện tích của hai cái tam giác này này, mà hai tam giác này bằng nhau, như vậy các bạn nhân đôi nó thôi, tính một thằng là nhân đôi thôi. Như vậy là bằng diện tích xung quanh cộng với hai lần diện tích tam giác ABC, hiểu chưa? À, như vậy thì đấy là diện tích của hình lăng trụ, diện tích toàn phần của hình lăng trụ. Thể tích này các bạn nhìn này, thể tích của hình lăng trụ thì nó bằng chiều cao nhân cạnh đáy luôn nha, 0.3 này nha. Đây, hay là các bạn từ điểm A các bạn kéo một đường vuông góc AH vuông góc với các mặt phẳng này, hiểu chưa? AH vuông góc tại H đây thì các bạn sẽ có cho thầy đây là H đi, hiểu chưa? Như vậy là thể tích của hình lăng trụ thì nó bằng là B nhân H, hay là bằng là diện tích đáy nhân chiều cao. Đấy, diện tích đáy nha, diện tích đáy này nhân với chiều cao. Đấy, thì các bạn ghi nha. Đấy, và bây giờ các bạn nhìn này, nghe này, tại sao mà nó lại bằng như vậy nha? Thì bây giờ các bạn nhớ nha, giả sử cái công thức của hình nhà, cái công thức của hình chóp tam giác lúc nãy ta nói ấy, là nó bằng 1/3 chiều cao nhân cạnh đáy nha. Thì các bạn trả lời cho thầy đối với cái hình này này, các bạn cứ thử ngẫm cho thầy xem. Các bạn sẽ chia cho thầy được là thành nó thành định là chia cái hình đây là hình lăng trụ tam giác đúng không? Thì các bạn sẽ chia cho thầy được thành ba cái tam giác. À quên, thành ba cái hình chóp tam giác có diện tích thể tích bằng nhau. Đấy, như vậy thì ba thằng cộng lại thì là nhân 3 đây là mất cái số 3 thôi. Đấy. Ví dụ như là thể tích hình chóp của các bạn này, chóp tam giác đấy thì nó bằng 1/3 BH mà. Đúng không? Chiều cao nhân diện tích đáy, B là diện tích đáy nha. Thì lúc đấy là các bạn trả lời cho thầy là ba thằng mà, như vậy là ba thằng 1/3 cộng 1/3 cộng 1/3 thì 1 rồi, như vậy thì không cần nhân 1/3 nữa, hiểu chưa? Nó rất là hay như vậy nha. Hay là sau này các bạn thấy cho thầy như này, người ta chứng minh được là gì nào, bất kỳ một hình lăng trụ nào, bất kỳ một hình lăng trụ, hình như là hình lăng trụ thì là hình hộp của nó cũng là hình lăng trụ nhé. Đấy, thì các bạn đều chia được các thành các hình chóp tam giác như vậy á. Đấy, chính vì vậy nên là gì nào, mình cũng đều chuyển nó về hình chóp tam giác hết. Như vậy là có thể, như vậy thì dựa vào đấy mình có thể suy ra các công thức tính diện tích của các hình lăng trụ này, nhớ chưa? Cụ thể là đối với lăng trụ tam giác thì các bạn bằng này, các bạn có thể chia thành bốn cái tam giác, ba tam giác đấy, và ba tam giác của chúng ta mỗi cái tam giác ba hình chóp tam giác và mỗi cái thằng bằng này, vậy ba thằng cộng lại thì là bằng là BH luôn, không phải 1/3 nữa, nhớ chưa? Ba lần lên mà. Rồi bốn thằng thì các bạn chia thì nó là, nói chung là các bạn nhớ với thầy này, khi mà sau này là các bạn nhớ với thầy này, cái phần này thầy chứng minh cho các bạn được nhé. Đấy, cái phần này thầy có cách khác thầy chứng minh, nhưng mà nói chung là đến đây thì các bạn nhớ thêm cho thầy một cái lý thuyết nữa, tức là bất kỳ một hình lăng trụ nào chúng ta đều chuyển hết, chúng ta đều phân chia nó thành tất tần tật thành các hình chóp tam giác được hết nhá, hiểu chưa? Bằng nhau hay không bằng nhau thì chưa biết, nhưng mà nói chung là mình phân được đã, hiểu chưa? Đấy, thì cái đấy các bạn chú ý nha. Và thể tích của nó thì không có nhân 1/3, chỉ có hình chóp với nhân thôi. Đấy, rồi các bạn đề cho thầy cái này xong ta chấp tiếp, chấp xong báo thầy nhá. Như vậy là hình lăng trụ của bạn này là hình có hai cái đáy của chúng ta là song song vào nhau, được chưa? Song song vào bằng nhau này, còn các mặt bên của nó phải là các hình bình hành, được chưa? Hay là các mặt bên của nó, các cạnh bên của nó là song song vào nhau. Đấy, nhớ nha. Rồi chấp xong báo thầy để ta tiếp tục nha.
Thế xong báo thầy nhá. Xong rồi á thầy. Ừ, xong chưa Huy? Xong chưa Đạt? Chưa được. Ừ, cái từ từ, thoải mái. Thể tích của chúng ta thì nó bằng diện tích đáy nhân với chiều cao. Khi mà thầy viết ra ngoài các bạn báo thầy cái nhá. Bây giờ mà chỉnh cái máy rút kinh nghiệm. Chỉnh cái máy một cái là di chuyển cái máy là nó lát mạng luôn. Xong chưa? Đó là chào tí đi. Dạ rồi. Ừ, anh ăn xong rồi đúng không? Xong chưa Đạt ơi? Dạ rồi ạ. Xong hết rồi thôi. À rồi rồi, ok. Bây giờ tiếp tục nha. Bây giờ mình sang cái phần hình lăng trụ rồi đúng không? Bây giờ là sang cái hình nhà hình hộp, à quên, hình lăng trụ khi mà các cạnh bên nó vuông góc với đáy nha thì nó là lăng trụ đứng các vị nha. Đấy, thì các cạnh bên của nó cũng chính là các chiều cao luôn nha. Đấy, hình lăng trụ đứng là các mặt bên nó song song với đáy, vuông góc với đáy á, còn không là chiều chiếu thì được, hiểu chưa? Đấy. Như vậy thì đấy là hình lăng trụ. Bây giờ chúng ta vào loại hình thứ ba. Hôm nay là đá hết công thức luôn á, cho nó nhanh, hôm sau giá bài tập cho nó sướng, đúng không? Này đã hết công thức xong là chúng ta làm một số bài nhẹ nhàng thôi. À, cái phần thứ ba của chúng ta là hình hộp nha, các loại hình hộp, nhớ chưa? Hình hộp của các bạn là người ta định nghĩa hình hộp là các cái hình lăng trụ á, mà có đáy là hình tứ giác, cụ thể là hình lập phương, hình hộp chữ nhật của các bạn ấy. Đấy, hoặc là nó chả với chữ nhật cũng được. Này, thầy cho cái hình này đi, thầy cho nó nhỏ đi, tiết kiệm không gian. Đấy, thầy kẻ không vuông nha. Cho nó tổng quát đi. Không lấy lúc nào vuông chứ. A, B, C, D. A phẩy, B phẩy. Úi. A đây thì A phẩy phải nằm đây. B phẩy phải nằm đây. C phẩy phải nằm đây. Phải. À, tức là người ta quy ước là biết cái này đẹp tiện. Đấy, như vậy thì diện tích vậy thôi, diện tích xung quanh là các mặt bên cộng với nhau thôi. Diện tích ra toàn phần thì cộng thêm hai cái đáy nữa. Hiểu chưa? Rồi, thể tích thì bằng chiều cao nhân với lại là cạnh đáy nhân với chiều đáy đấy. Hình lăng trụ của bạn là các bạn nhớ nha, hình lăng trụ hình hộp của chúng ta đấy. Hình hộp thì các bạn nhớ thầy là vì nó cũng là hình lăng trụ, như vậy công thức của hình lăng trụ như nào thì công thức này như vậy nhé, như vậy thôi, không phải gì nữa nhé. Như vậy là đây là hình lăng trụ này, đây là hình hộp này, hình có 6 mặt đấy, 6 mặt đều là các hình hàng nhé, ghép lại với nhau thì người ta gọi là hình hộp, đúng không? Hay là hình lăng trụ mà có đáy là hình hàng nhé thì người ta gọi là hình hộp, hiểu chưa? Thì hình hộp thì bây giờ là mấy công thức bình thường này, mấy công thức này thì các bạn nhớ đây là các bạn phải tính diện tích của các cái mặt này rồi các bạn cộng lại thôi. Hiểu chưa? Đấy, diện tích của hai thằng này thì bằng nhau rồi này, đúng không? Đấy, diện tích của hai thằng này bằng nhau nhé, hai cái mặt này, hai cái hình hành này bằng nhau mà a phẩy d d phẩy này, đấy, cộng với thằng này này, các bạn như vậy chỉ cần tính một thằng nhân đôi là được rồi, đúng không? Đáy của chúng ta là cái đáy trên và đáy dưới bằng nhau, như vậy mình tính thằng nhân đôi lên là được rồi, hiểu chưa? Mặt trong và mặt ngoài này, đấy, hai cái mặt này của chúng ta này thì cũng bằng nhau, như vậy các bạn chỉ cần tính một thằng các bạn nhân đôi là xong thôi, hiểu chưa nào? Đấy, như vậy thì hay là thôi viết lại nhé, tùy các bạn nhỉ. Mình có nên viết nhỉ? Như vậy là diện tích xung quanh của bạn này, thôi cứ viết đi, viết cho nó hoàn thiện đi. Diện tích xung quanh của các bạn thì bằng diện tích của bốn mặt này, đúng không? Thôi thầy cứ viết cả nhá. Rồi xong đấy là mình bằng diện tích của cái tứ giác là a phẩy d phẩy d. Đấy, diện tích của tứ giác này cộng với diện tích của tứ giác này đi. Đấy. Như vậy là cộng với diện tích của tứ giác là d
c phẩy à, c c phẩy d phẩy cộng với diện tích của cái này này nhá, cộng với diện tích của cái thằng là bc c phẩy b phẩy. Đạt này đối đích anh Đạt có đủ không ta? À đủ. Như vậy là xong đấy, cộng với diện tích của cái thằng đáy trong này, này. Diện tích của cái tứ giác là a phẩy b phẩy b, hiểu chưa? Ra ngoài a vẫn đang trong, tốt quá. Như vậy là anh đang còn rõ thì biết thêm đi. A phẩy b phẩy b, hiểu chưa? Đấy, tức là thằng này này, đấy, cộng với thằng này này, cộng cái thằng này này, đúng không? Rồi cộng cái thằng này. Đấy, hai thằng này với hai thằng này, hiểu chưa? Bốn cái xung quanh cộng lại. Thì các bạn nhớ thầy là hai thằng này thì bằng nhau. Đấy, cái diện tích tam giác A phẩy D D phẩy này và cái BC và BC C phẩy B phẩy này. Hai cái diện tích hai cái hình tứ giác này bằng nhau nhé. Hai hình hành này diện tích bằng nhau. Nó giống hết nhau mà. Nó bằng nhau luôn mà. Như vậy thì đi là diện tích nó cũng bằng nhau. Rồi hai thằng này bằng nhau. Như vậy thì lúc đấy các bạn chỉ cần tính hai thằng các bạn nhân đôi thôi, hai thằng nào cũng được nhé. Nhưng mà mỗi thằng đại diện cái. Như vậy là nó chính bằng diện tích của hình là A phẩy D phẩy D. Đúng không? Đó là như này, cộng với thằng này nhân đôi thôi. Như vậy là cộng với diện tích của DC C phẩy D phẩy. Đấy, nhân 2. Được chưa? Đấy, thì nó ra cái diện tích của xung quanh. Diện tích toàn phần của các bạn nhé. Diện tích toàn phần thì thầy viết tắt luôn nhé. Diện tích toàn phần thì nó tương tự là 6 cái mặt này cộng với nhau thôi. Được chưa? Là bằng diện tích 6 mặt đi. Hay là bằng diện tích xung quanh cộng với diện tích đáy đi. Được chưa? Bằng S xung quanh cộng với S đáy. Đấy, S đáy này, diện tích đáy đấy. Đáy của bạn thì có hai cái đáy nha. Như vậy thì diện tích xung quanh là bằng cái này rồi, thầy biết luôn nha. Như vậy là hai diện tích của A phẩy D phẩy D này cộng với S DC C phẩy D phẩy này. Đấy, như vậy ra diện tích xung quanh các bạn cộng với một thằng đáy, đáy nào cũng được. Như vậy là cộng với diện tích của tam giác tứ giác ABCD xong, gần đôi là xong. Đấy, 6 mặt thì ba mặt nó đôi một bằng nhau mà, đúng không? Mình tính ba thằng gần đôi là xong. Đấy, xong nha. Như vậy đây là diện tích toàn phần. Còn thể tích tương tự thôi nhá. Từ một điểm các bạn kẻ đường vuông góc xuống đó, thì nó chính là một phần này. V của các bạn này thì bằng một phần V của bạn thì bằng BH. Đấy, tức là bằng diện tích đáy B. Bây giờ người ta ký vào diện tích đáy là B các vị nhá. Như vậy bằng B nhân với chiều cao. Chiều cao phải là từ đỉnh xuống đáy nhá. Đấy nhá. Đấy, chứ không phải là từ cái này xuống cạnh bên không phải nhé. Bài này thì cạnh bên cũng được, nhưng mà lúc đấy các bạn phải vặt ngược lại hình, hiểu chưa? Thì lúc đấy các bạn phải coi hai cái này là đáy, nhưng mà bình thường người ta quy ước là hai thằng trên và thằng dưới là đáy, còn mấy cái thằng này là xung quanh, hiểu chưa? Như vậy thì các bạn chú ý cái này nè, khi mà đá như vậy nhá, nếu mà quy ước như vậy nhá, quan sát đừng ghi bỏ nhá. Thì khi mà cái hình của các bạn đây nhá, ví dụ như là giả sử đây là hình hộp chữ nhật đi, hiểu chưa? Thì khi mà thầy dựng đứng như này, thì diện tích xung quanh của các bạn là mặt này. Cộng mặt này, đúng không? Nhưng mà khi mà các bạn để như này nhá, thì diện tích xung quanh của các bạn là cái mặt này này, cộng mặt này và cộng mặt này nhá. Như vậy là khác nhau nhá. Giống cái viên gạch của các bạn ấy, viên gạch mà chúng ta xây tường ấy, vẫn gạch mà hình chữ nhật á, hình lập phương á, à hình hộp chữ nhật á, mà các bạn xoay lên xoay xuống là khác nhau nhá. Hiểu chưa? Thì lúc đấy là diện tích xung quanh, diện tích thể tích thì giống nhau thôi, nhưng mà diện tích xung quanh là nó khác nhau nhá các vị nhá. Diện tích toàn phần thì giống nhau, nhưng mà diện tích xung quanh là khác nhau nhá. Đấy, như vậy thì chú ý thôi. Rồi, chép cho thầy xong cái câu này. Bắt đầu chúng ta sang cái phần hình lập phương với hình hình hộp chữ nhật. Hai cái hình đấy có mấy công thức đặc biệt. Có đường chiếu. Lúc nào xong báo thầy nhé. Thể tích với hình hộp là đáy nhân chiều cao vào không thầy? Diện tích hình hộp là hình hộp thì nó giống hệt cái hình lăng trụ, nó là trường hợp đặc biệt với hình lăng trụ khi đáy nó là tứ giác mà. Nên là nó cũng bằng là chiều cao nhân với cạnh đáy. À, diện tích đáy nhân chiều cao. Em không thấy cái hình của thầy nữa. Không thấy cái phần dưới hả? Không, ý là cái hình ấy. Ô sợ không thấy. Không thấy cái phần trên hay phần dưới đạt? Không thấy phần trên ạ. À, như vậy anh đang để cái máy điện thoại của anh đang để ngang á. Anh để dọc lại cho thầy đi. Không, em để dọc mà. Để như này chứ? Hay là để ngang? Nên để dọc ấy. Thế là chắc là phóng to à? Các bạn thấy không? Mình sao lại không thấy? Để em thử thoát ra. Lúc nãy cái máy kia cũng không được, mà máy này cũng không được. Để em thử vào. Không, tức là cái này nha. Em nhấn đút một cái thôi nha. Em nhấn đút một cái thôi. Nhấn đút một cái là được thôi nha. Hoặc là nhấn một chữ ghim á.
Chết xong báo thầy nha. Rồi thầy ơi. Xong chưa anh ơi? Dạ rồi. Ờ à, thầy xóa nha. Rồi. Bọn lúc nãy nó ổn quá phải tắt. Thấy chưa? Thấy chưa Đạt ơi? Nó cũng vẫn vậy à. À nhấn nút vào cái màn hình của em á. Nhấn nút vào cái màn hình nhé. Tắt rồi. Nhấn vào một chữ ghim. Em bấm anh chụp cái màn hình anh gửi ở đây xem nào. Anh chụp màn hình anh gửi ở đây xem. Bây giờ thôi tạm thời cứ chụp màn hình nha, gửi nha. Còn các bạn khác thì con quan sát này. Như vậy là hình lập phương này, hình lập phương thì các bạn nhớ quá dễ rồi đúng không? Hình lập phương này thôi cứ dễ đây nha. Hình lập phương các bạn nhớ thầy thêm mấy cái thông tin thôi. Anh Đạt chụp cái hình gửi đây đi anh Đạt. Cái vào Zalo nhé, đừng gửi Facebook nha. Zalo bật nó nhanh, Facebook bật nó nặng lắm. Hay là chiều cao này đúng không? Đây là... Đây là A này, đây là A này, đây là A này. Đấy, dài rộng và chiều cao nó đều bằng A hết đấy. Chụp xong chưa anh Đạt? Có chụp màn hình được không? Em đang không, đây không phải máy của em, đây máy của mẹ. Không có Zalo, không máy. Rồi. Cái hình ở phía trên không nhìn được là cái hình phía trên không được là giống cái máy các đứa nó để quay ngang cái màn hình mà. Rồi như vậy thì công thức của các bạn này thì thầy nói nhanh tí nha, cái công thức là bốn cái mặt bên của chúng ta đều là hình vuông cả mà đúng không, hình vuông và hình vuông bằng nhau mà, hình vuông thì bằng là a nhân a mà, như vậy a bình này, như vậy là diện tích xung quanh của các bạn thì trong trường hợp này này thì nó bằng là 4a bình, hiểu chưa, tức là bốn cái diện tích hình vuông. Diện tích toàn phần các bạn ghi luôn được, tí thầy giải thích xong. Diện tích toàn phần thì nó bằng 6a bình đấy, cộng thêm hai cái nắp nữa mà. Thể tích của các bạn thì nó bằng a lập đấy, dài nhân rộng nhân cao. Còn cái đường chiếu nữa. Ở dưới đây nha, đường chiếu này. Hay là đường chiếu này. Đấy. Đường chiếu của bạn là DB phẩy đấy. DB phẩy này. Thì nó bằng căn của là A bình cộng B bình, dài bình cộng rộng bình cộng K bình nhé. Thì nó bằng nhau mà, như vậy nó bằng A căn 3. Đây mới ngoặc là đường chiếu. Nha, công thức này quan trọng lắm nha, đường chiếu chính nha. Từ từ xem mình đặt vào cho đây giảm. Em vào rồi thầy ơi, nhưng không hiểu cái gì cả. Nhìn rõ chưa anh Đạt ơi? Nhìn rõ không? Bây giờ nhìn được chưa? Dạ rồi ạ. Ờ, lúc nãy nói chung là sau này khi mà thôi được rồi. Khi mà máy nó lỗi thì cứ tắt nguồn hay bật lại là nó đỏ thôi. Và bây giờ quan sát nhá, như này. Như vậy là bây giờ các bạn nhớ đây là hình lập phương.
là hình có bốn mặt đều là các cái hình vuông mà đúng không? Và bốn hình vuông, sáu mặt luôn, sáu mặt là các hình vuông này và các hình vuông này đều bằng nhau. Như vậy là diện tích xung quanh là diện tích bốn của hình vuông, đúng không? Một hình vuông của bạn là bằng chiều dài nhân chiều rộng, chiều dài, chiều rộng, chiều cao đều là A hết nha. Như vậy là các bạn diện tích cái mỗi hình vuông của bạn là A nhân A là A bình mà đúng không? Như vậy là bốn cái thằng này, hai thằng hai bên này, hai thằng hai bên này này, tổng là bốn thằng. Như vậy mình bốn lần A bình, nhớ chưa? Diện tích toàn phần thì cộng bằng diện tích xung quanh cộng cái đáy, diện tích xung quanh là bốn thằng này rồi, thêm hai cái nắp nữa cũng là hai hình vuông luôn, bằng nhau luôn, diện tích bằng nhau luôn, sáu thằng này bằng nhau mà đúng không? Sáu hình này là đều là các hình vuông bằng nhau, như vậy thì nó bằng sáu A bình, nhớ chưa? Thể tích của chúng ta thì trong cái phần thể tích của hình vuông nha các bạn, hình lập phương nha các vị nha, thì người ta thừa nhận thể tích cái phần này là thừa nhận nha, chúng ta quy ước với nhau nha, tức là thể tích của hình lập phương thì bằng là A lập, tức là dài nhân rộng nhân cao, nhớ chưa? Đấy, quy ước nha chứ không phải là mình chứng minh nha. Đấy, như vậy thì từ cái này mà chúng ta suy ra các cái khác đấy các vị nha, suy ra hình chóp cái thứ đấy. Đấy, thì hôm sau có lúc nào rảnh thầy sẽ cho các bạn ngâm về phần này, nó rất là hay. Đấy, biết thêm một tí thì tốt, mỗi năm là thầy chứng minh xong thầy mới cho các bạn làm ạ. Nhưng mà thấy năm nay các vị học được chậm quá, thế là thôi phải giải tiêu chương trình trên lớp ạ. Đấy, như vậy khi ôn tập thì thầy sẽ ôn lại cho các bạn phần đấy nha. Như vậy thì bây giờ chú ý này, như vậy là bây giờ sáu công thức của hình lập phương của bạn là như này, à ba công thức là như này, nhớ chưa? Sau đấy các bạn nhớ công thức tính đường chiếu nha. Đường chiếu sau này là hình lập phương hay là hình hộp chữ nhật vậy, thì công thức tính diện tích hình chiếu, đường chiếu thì các bạn nhớ là như này này. Đường chiếu thì có hai loại đường chiếu, nhớ chưa? Ví dụ như bây giờ thầy mở rộng cho các bạn cái trường hợp đơn giản thôi. Giả vậy là đây, giả sử là chúng ta có hình lục giác đều nha. Thầy vẽ nó không đều lắm nhưng mình cứ giả sử mình tạm hiểu như vậy nha. Thì người ta quy ước như này, đối với những những cái loại hình á mà có tâm, nhớ chưa? Có tâm nha, tâm tức là có một cái tâm của đường tròn ấy, hoặc là nếu mà nó là hình không gian thì nó là mặt cầu á, nhớ chưa? Thì đối với những hình có tâm, tức là nó nội tiếp một đường tròn hoặc nó nội tiếp một cái mặt cầu, nhớ chưa? Thì lúc đấy là cái đường chiếu nào mà nối lại với nhau á, đường chiếu là cái điểm đây các bạn nhìn này. Ví dụ như là các bạn lấy hai cái đỉnh của một hình, các bạn nối lại với nhau, hai đỉnh mà liên tiếp thì người ta gọi là cạnh. Ví dụ AB đây người ta gọi là cạnh AB CD EF, nhớ chưa? Cái đoạn thẳng nối hai điểm liên tiếp của một cái hình á thì gọi là một cạnh, nhớ chưa? Đây cái hình này chúng ta này, như vậy là bốn cạnh, sáu cạnh này đúng không? Còn khi mà các điểm của chúng ta nó không liên tiếp nhau, nó phải cách một điểm rồi mới đến chẳng hạn, hoặc cách mấy điểm được. Ví dụ thằng A và thằng C này, thì các bạn thấy ở đây là A và C nó là phải qua B thì mới đến đây, đúng không? Thì cái đường nối, cái đoạn thẳng nối giữa hai cái cạnh mà không liên tiếp với nhau thì người ta gọi là đường chiếu, nhớ chưa? Cái đường chiếu nào mà đi qua tâm của hình, đây ví dụ như là các bạn thấy ở đây, giả sử đây là hình lục giác đều nha, thì các đường chiếu này này, đây này tâm nằm đây này, đấy, tâm nằm đây nha, tức là đây tâm mặt trời đường tròn ngoại tiếp á, nhìn nằm đây, được chưa? Thì các cái đường chiếu đây, đây đường chiếu này, đường chiếu là đường cái đoạn thẳng nối hai cái đỉnh ấy. À, mà nó không liên tiếp nhau đây này. Đấy. Những cái đường chiếu trong các cái đường chiếu nào mà đi qua tâm, được chưa? Thì người ta gọi là đường chiếu chính. Đường chiếu nào mà không đi qua tâm thì người ta gọi là đường chiếu phụ. Và sau này thì thường mình chỉ học đường chiếu chính thôi. Đây, đường chiếu chính. Được chưa? Như vậy thì đối với cái hình lập phương này thì các bạn thấy có thể là DDB phẩy thì nó chính là đường chiếu chính, hoặc là AC phẩy thì đây chính là đường chiếu chính, hoặc là A phẩy C cũng được, được chưa? Hoặc là đây này, đường chiếu này, đấy, BD phẩy này, hoặc là D phẩy B này, đấy, nói chung là đây là các đường chiếu chính nha, và nó đi qua tâm nha, trung điểm của nó chính là tâm nha. Nhưng còn các cái đường chiếu này, ví dụ như là đường chiếu của các bạn là D phẩy B phẩy này, đây này, hoặc là các cái mặt này các bạn nối đây này, giống như hình này này, các bạn nối hai cái thằng này này, thì hai cái đường chiếu này là hai đường chiếu phụ, nhớ chưa? Đấy, nhớ nha. Như vậy thì đối với đường chiếu chính, chúng ta chỉ có công thức đường chiếu chính thôi nha, còn các cái đường chiếu phụ tự tính nha, vì đa phần là người ta đi thi bằng chào của anh ấy. Đấy, như vậy thì đối với hình chiếu chính, đường chiếu chính trong hình lập phương thì nó bằng A căn 3. Đấy, tức là bằng cạnh nhân căn 3 nhá. Giả sử cạnh mình là bằng căn 3. Đấy, còn diện tích của hình lập phương, hình hộp chữ nhật á thì nó bằng là lúc nào nó vậy nhá, dài bình cộng rộng bình cộng cao bình căn ra. Nhớ chưa? Đây, chiều dài chiều rộng chiều cao nhá. Cộng lại bình phương lên rồi cộng lại căn ra. Đặt ra. Nhớ chưa? Thì đây là cái công thức hình lập phương. Đây là hình lập phương. Đây là các bạn ghi cho thầy cái lúc đầu là A này. Đây là B đi, hình lập phương. Rồi chấp cái thầy xíu, xong rồi chúng ta sang cái hình hộp, hình hộp chữ nhật.
Đấy, như vậy thì nhớ cho thầy là hình hộp chữ nhật nha. À, hình hộp nha. Thì nó vuông cũng được mà không vuông cũng được nha. Đấy, các mặt của nó là hình hành là được rồi nha các vị nha. Còn đối với hình lập phương hoặc là hình hộp chữ nhật thì các mặt bên của nó phải vuông góc với nhau. Nói chung là các cạnh bên nó vuông góc với đáy á. Rồi các bạn chép cho thầy đi, lúc nào xong báo thầy nha. Để giảng tiếp sang cái phần hình hộp chữ nhật. Đấy, nhớ thầy đối với hai cái thằng đặc biệt nha. Hình lập phương và hình hộp chữ nhật là phải nhớ thêm cái đường chiếu chính này nha. Không nhớ thêm đường chiếu chính là đi thi hơi mệt đấy nha. Đi thi nó bắt mình tính là mình không tính nhanh được đó. Chép xong báo thầy nha. Mình hôm nay cái buổi hôm nay mà mình hết được các công thức á, hình chóp, hình mấy cái loại hình này, rồi hình nón này, rồi hình trụ này, đấy là chúng ta có thể sang được là cái phần nón với trụ á, là sang cái mặt tròn xoay đấy, là các bạn là coi như là cái phần lý thuyết là của học kỳ 1 là coi như tạm thời hết rồi đấy, là lúc đó mình chỉ có việc là ôn tập thôi, làm bài tập thôi. Này cứ tập hết lý thuyết không hay là muốn làm bài tập? Muốn hết lý thuyết này làm bài tập không? Ok. Mày tập đi thầy. Mày tập hả? Em biết xong rồi. Thế thêm cái hình này lập phương thầy cho xong bài tập luôn. Tại vì sắp kiểm tra nên em vẫn làm bài tập trước. Như vậy là trên lớp đã học đến hình nón chưa? Hình trụ chưa? Sắp qua rồi thầy, chuẩn bị chương 1, ôn tập chương 1 rồi. À, à hình trụ rồi chứ. Thế thì thôi từ từ tiếp được ôn tập. Như vậy là đến cái hình trụ thì thầy dừng lại, à đến cái hình lập phương thì hình hộp chữ nhật thì thầy dừng. Đấy, chép xong đi, chép nhanh người ta sang cái bài tập. Làm mấy bài cho anh biết công thức đã, vận dụng những thảo thảo đi đã. Hiểu cái dạng, hiểu ra đề của nó đã, xong đấy bắt đầu mình làm bài tập. À làm cái đề của cô Linh gửi. Đa phần cô có làm tự chốt hết. Chép lâu thế các vị, chưa xong à? Xong rồi mọi người. Ừ, xong rồi.
Rồi nhá. Như vậy thì bây giờ các bạn chú ý cái này, như vậy là diện tích xung quanh của chúng ta đúng không? Thì nó không vậy thôi. Nó giống các cái phần kia nha. À, bây giờ các bạn nhớ thêm cho thầy cái này. Đây ví dụ như đây thầy cho là A nhá. Chiều rộng là A đi. Chiều dài đây là B đi. Chiều cao là C đi. Được chưa? Thì lúc đấy các bạn sẽ có cho thầy như này. Như vậy là diện tích của hình diện tích xung quanh nha. Diện tích xung quanh là bằng là diện tích đó, đây là một hình hộp mà đúng không? Như vậy là các bạn cộng hai thằng lại thôi. Hai thằng này bằng nhau mà hai thằng này bằng nhau, như vậy các bạn lấy hai thằng tính diện tích thằng này, tính diện tích thằng này, các bạn nhân đôi lên là được. Như vậy là diện tích của cái hình này này. Đó. Như vậy là các bạn sẽ bằng diện tích của cái hình này nha. Như vậy là bằng diện tích của hình là A'D'. Đúng không? Cộng với diện tích của hình bên ngoài này đi, tùy các bạn thôi. Như vậy là diện tích của hình là DC C'D'. Được chưa? Đấy, xong đây các bạn nhân đôi lên cho thầy. Nhân đôi lên này. Đấy, như vậy thì đây là hai mình để nguyên diện tích của cái hình này này. Thì bằng là đây là các cái mặt bên của nó đều là các hình chữ nhật nhé. Nói chung là đối với hình hộp chữ nhật là tất cả các mặt của nó đều là hình chữ nhật các vị nhé. À, và các cạnh bên của nó là vuông góc với đáy. Để cho các cạnh bên thì chính là các chiều cao luôn nhé. A'B'C'D'D' là các chiều cao bằng nhau luôn nhé. Như vậy thì nó sẽ bằng A nhân C đúng các vị. Đây, chiều cao nhân với cạnh đáy à trên chiều dài nhân chiều rộng đúng không? Là ra diện tích hình chữ nhật này. Như vậy đây là A nhân C. Còn cái thằng này nhá, đây, đây là A nhân B, A, B đúng không? Hai cái trước nhân nhau mà. Như vậy là cộng với A nhân B. Đấy, đây là diện tích xung quanh của hình lập phương, à, hình hộp chữ nhật. Diện tích toàn phần nhá, diện tích toàn phần thì các bạn nhớ thầy là cộng thêm hai cái đáy thôi. Đúng không? Thì bằng diện tích xung quanh cộng với S đáy. Đấy. Diện tích xung quanh của các bạn thì bằng cái này rồi. Như vậy bằng 2AC cộng với AB. Diện tích đáy thì các bạn nhớ thầy là đối với cái hai cái đáy này bằng nhau mà. Như vậy là mình cứ tính thằng A à, quên. Thì hình như tính nhầm rồi. Diện tích của thằng này nhân thằng này chứ thì nó phải là bằng đây. Cái mặt bên là phải thằng này chứ đúng không? Cộng với thằng này chứ thầy là tính thằng dưới. Như vậy thì nó bằng cạnh này là C nhân B chứ. BC. Đúng không? À, như vậy là bằng là AC này, đây cạnh này nhân cạnh này này. Rồi cạnh này nhân cạnh này này, đúng không? BC này. Như vậy đây là BC. Thằng đáy của các bạn nha. Đáy của bạn là A nhân B. Nhưng mà hai đáy bằng nhau như vậy gấp đôi lên, như vậy đây là cộng với AB này. Đó, như vậy thì cái mẹo các bạn nhớ cái diện tích toàn phần nó rất là dễ đúng không? Ba cạnh của chúng ta là ABC này thì diện tích đáy của nó sẽ bằng là AB nhân với AC nhân BC, đấy gấp đôi một nhân nhau như này, gấp đôi lên. Nhớ chưa? Thể tích của các bạn này thì nó sẽ bằng là dài nhân rộng nhân cao. Nhớ chưa? Đấy. Đường chiếu này, đường chiếu chính của chúng ta nhá. Chúng ta chỉ tính cái đường chiếu chính thôi, chứ còn đường chiếu phụ nó nhiều quá, bây giờ đâu tính hết được đâu. Như vậy thì đường chiếu chính là đường đi qua tâm nhá, tâm vô đây nhá, nó là trung điểm nhá, đây là tâm mặt cầu ngoại tiếp luôn nhá. Thì các bạn có đường chiếu chính của các bạn là DB' này, thì nó bằng căn của A bình cộng B bình cộng C bình. Xong. Đấy. Bạn nào có thể lý giải cho thầy được cái chỗ này không? Tại sao nó lại như vậy nhỉ? Tại sao mà cái đường chiếu chính nó lại vậy nhỉ? Tại sao mà nó lại bằng căn của A bình cộng B bình cộng C bình? Khánh biết không? Em cũng không nhớ nữa nhưng mà giải thích cái này. Giải thích. Đơn giản. B bình là cạnh chiều dài hả thầy? B bình dài rộng cao đấy. À, em biết rồi. Dài. Tam giác. Sao? D phẩy B phẩy vuông tại D phẩy. Ừ, đúng rồi, là sao? Thì như vậy đây là tam giác vuông này đúng không? Tam giác vuông thì các bạn sẽ Pythagore ra. Đúng không? Pythagore ra này. Đấy thì là cái cạnh này bình vuông lên thì sẽ bằng cạnh này bình cộng cạnh này bình. Đúng không? Cạnh này bình thì bằng C bình rồi. Còn cái đường chiếu này bình thì bằng thằng này bình cộng thằng này bình, và đây là đường chiếu hình chữ nhật mà Pythagore ra cái ra đó. Được chưa? Thì thôi cái phần này tí nữa thầy giải thích sau nhá. Bây giờ các bạn chép cho thầy xong này đi. Xong rồi bắt đầu ta sang bài tập, ta duyệt bài tập luôn. Rồi trong cái quá trình làm bài tập nên có cái phần này mà. Thì lúc đấy là thầy giải thích thêm.
Chấp xong báo thầy nha.